cháy ba bốn chiếc đồ bếp tôi đóng, rồi tôi đào xương lên tôi đập tan bành, sọ đầu xương chói tôi đập bành hết nhát luôn mày, mất tiêu luôn á. Ừ, cái bà nhát dữ lắm. Ông Tư, cái con này con gì ông Tư? Con nó xanh vợn à? Lớn hả? Không phải, giống cái con kỳ nhông nữa, kỳ đà, mà nó sao màu xanh thấy ghê à? Ừ, nó quá. Cái này cũng càng tôm nữa mà. Càng tôm nữa hả? Ừ. Sao nó màu xanh ông Tư? Ừ, nó nhiều khi nó màu xanh rồi con gặp nó màu đỏ nữa. Vậy sao? Ừ, lát nó vừa đỏ vừa xanh vừa vàng luôn. Ủa, vậy nó đổi màu được không Tư? Ừ, nó biến màu được. Ồ, vậy là nó ngụy trang. Ngụy trang. Vậy là cái con này chị xỉn hả ông Tư? Chị xỉn đó. Nấu ở ngoài Mỹ nó bày luôn. Nấu cháo đậu xanh hả ông Tư? Nấu cháo đậu xanh lấy mật nó uống. Đây con càng tôm nè quý vị. Cắt huyết nó uống. Nó xanh rờn luôn. Ồ, khải ông ơi, nó ở trong cái đám cỏ xanh. Đúng không? Ừ, giống nên như ông Tư nó ha. Ừ. Nó là ngụy trang đó hả? Ừ. Ngụy trang. Phải chị, nó ở cái đám cỏ nào màu khác thì nó ngụy trang theo màu đó ha. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Ủa, nó không cắn Tư? Thấy nó cầm đuôi nó không cắn kìa. Cầm đuôi sao không cắn? Nó răng đâu có. À, răng nhuyễn nhừ như răng mối mình, nó đâu có răng như kỳ nhông vậy. Nó không có quơ lại được tới cái tay. À, chắc là không quơ lại tới vậy. Ừ, nè, nó có quậy quậy á. Tao bắt nó bằng tay không có đâm chém gì đâu. Nó cắn mình có độc không Tư? Không, răng đâu có răng khóa, răng gì răng nhuyễn nhừ à. Anh chỉ ăn mù cào đi mối rồi này này, mấy ông châu Phi châu Mỹ gì bắt nữa. Ồ, ở ngoài một cây mà nó chịu mùa được cái con bắt có mấy trăm đó mà. Càng nó bu lại quằn cây luôn, nhiều dữ vậy ông Tư? Ừ, có con gần cả ký lô vậy đó. Mấy con lâu rồi. Rồi ngoài biển anh bò lang thang trong biển đánh anh té tới té lui anh leo lên gò được. Anh ăn no anh ở ngoài biển dữ lắm. Nước ngoài xưa giờ ông tôi từng ăn nó lần nào chúng tôi đâu không ông bắt rồi đó rộng gì nấu cháo nó còn nướng cái là nó thơm hơn còn rắn mối thì gấp mấy lần thịt nó dài hơn không bự nửa ký dài trăm gram nửa ký trả lại rồi nó là mình măng nó là mình nhúng nước sôi chứ mình cạo. Tao bầm nấu cháo đậu xanh này chiều uống nửa lít rượu mà tưởng như mình bị mùa đông lạnh mát. Vậy là ông Tư đâu có ăn nhiều, ông Tư đâu có bị xỉn được không bạn? Dễ gì mà xỉn nổi. Tôi uống rượu này xỉn chết bà. Xỉn đốt cháy ba vi trùng xỉn đó. Có ông giờ 60-70 tuổi nữa bệnh xỉn còn hoài. Ờ, bị thì uống thuốc không có biết thuốc trị á. Phải, con xỉn vô phế quản, phế quản con nó ấy. Em cũng đang bị phế quản mà nó nóng nhiệt quá, cái phế quản cuốn họng mình nè. Giữa cuốn họng với cái cuốn phổi mình nó giáp nhau nè, lỗ mũi nè. Nó mở rộng ra vậy nè, mình thở khe rồi nó tóp lại cũng kêu gì. Giống như cái chỗ vô cái khoảng mà khi mà những người bị xỉn chỗ đó nó bị phù nề lên với ở dưới phổi mình đẩy cái lượng đàm lên trên nằm ngạt mình khó thở. Khó thở nó ép cái phế quản con nhỏ xíu thở khè nó. Hẹp phế quản. Nhưng mà nhầm tháng con mấy tháng trước con bị mà bây giờ con bớt rồi nó hết. Phải, con ăn đồ mát rồi không có. Khi nào mày ăn cái gì nóng dính được. Nhậu vô chừng lon bia, hai lon bia bị liền. Dính liền, chày chín rồi này kia. Ủa mà mấy người, ví dụ như người ta ăn chay rồi, người ta trị bằng gì không Tư? Cũng phải trị bằng thuốc thôi. Ủa người ta đâu có ăn con càng tôm, càng cuốc được đâu, trị bằng con gì không Tư? Dương biển. À, cây dương biển. Ăn tương thì trị bằng cây. Ăn mặn thì trị bằng con động vật. Càng tôm thì hay nhất. Mày ăn nó mày ghiền nó luôn, càng tôm nó ngon gấp mấy lần răng mối. Kỳ nhông mình thịt nó nhiều hơn á ông Tư, nhiều hơn nữa. Thôi mày bầm cho thiệt nhuyễn, từ đậu phộng con rang con đâm cho nhuyễn rồi mày nấu cháo mày dắt trái dừa vô mày húp luôn cái đầu luôn hả ông Tư? Không có bỏ gì trơn, bỏ mấy móng giò nữa thôi.
Gì không? À, ruột, bỏ ruột, đường ruột, bị nó ăn côn trùng. Anh bún rồi kia anh ăn dữ lắm, ong rồi nó lại anh quất. Cái gì mà mặn nó lột da hay là cạo dãy không? Cạo da. Nó đợi đây về con ong đằng đó le lử nó quánh cái dính rồi. Lử anh dài. Rồi cạo cạo dãy nó mình chế nước sôi hay là sao? Ừ, trụng nước sôi đó, đó con ấy trụng. Trụng đó rồi con cột lột ra trắng nhắt ra, cạo trắng tư. Sao nhìn nó xanh dờn nó thấy ghê. Ngoài cái dòng nó xanh màu đỏ, màu xám gì đủ thứ nhiều nhiều. Cái con đó ngày xưa trung bình là nó phân bố chỗ nào nhiều không thưa? Không, mấy sông, mấy sông cái mình nhiều dưới năm rồi. Với mấy vẻ vải, mấy sông mấy vải có cây nó mọc voi dịn ra đó. Anh ở không ăn không à. Trốn mới ăn còng ăn cua rồi đó. Ủa sao cái giống này thì mình thấy nó giống như con kỳ nhông kỳ đà, con đúng cho nó ở cặp mấy núi đó phải ta? Nó gấp đôi con cắt kè mình. Nhưng mà con nghĩ nó sống cặp mấy núi có phải sao mà nó ở cặp mấy sông? Không, ảnh ở nước sông không mà sông nước. Dạ. Mấy suối mấy bờ mương kinh rồi mới có ảnh núi không có. Có con càng tôm thì nó bự. Con càng tôm thì nó ở Phú Quốc rồi con ký mấy đó. Con thằng đời nó bắt nó nhốt trong lòng con vàng vàng đó. Con đó ký mấy con nó hung dữ không thưa? Hả? Con đó nó hung quá. Hung. Mày lại mày nhát nó khù mày quảng hồn mày chạy luôn. Dạ. Nó kỳ như rắn hổ. Ghê à? Nó phục cái bụng cái hầu nó ra nó kè cái hết hồn. Gặp tao là tao hút độc liền. Cái đuôi nó chắc nó quấn mạnh lắm không Tư? Ừ, nó quấn con nổi lằn. Dạ. Con kỳ đà nó cắn mình đâu có nhậm gì. Mà cái đuôi nó quấn như con đi, nó quấn cái té sắp luôn. Dạ. Nó quấn vô cây dáng mà mày nghe cái bốc. Mạnh dữ lắm. Cái bình xỉn ngoài cái con rồng tôm với lại cái cây dương biển ra thì mình còn trị những cái loại thuốc nào khác không không Tư? Không có mấy cái loại đó nó trị vỡ. Cái bà bên Ba Chúc bà 80 mấy tuổi bà xỉn theo con nước. Nước lớn bà xỉn. Nước rồng xỉn, nước linh bình không xỉn. Ngộ quá. Bà xỉn theo con nước. Dạ. Yeah. Ví dụ bữa nay rầm nước binh nước lớn á, bà xỉn hơi lâu một chút. Bà kè khù cả cái tiếng hồ, còn mùa nước kiệt rồi mà ít. Thiếu gì thuốc trị không? Giết gì vậy? Mình nói xỉn cho dữ, ăn vài ba con uống mấy cái mật là ta tiêu rồi. Lấy mật uống luôn. Lấy mật luôn hả? Ừ, lấy cái mật nó nhỏ xíu à. Dạ. Đầu đũa không ăn mình chút mà dài chút. Lấy thuốc nhộng mình trút thuốc ra hết, mình nhét cái mật đâu. Để viên thuốc vô, uống nước vô rồi. Đâu có đáng hồi gì đâu. Rồi vô trong cái viên thuốc đó, cái bao nó lát nó tan ra rồi từ từ nó thấm vô. Hay vậy. Không có cái thằng nào mà khó uống bằng cái mật cá gấu. Nó tan không có chịu đựng nổi. Kỳ, bị nó ăn thịt sống còn nó không tan. Như giống nó tan. Dạ. Thịt cá sấu mà mày chặt như thịt gà vịt mình mày bỏ luôn nó ăn được. Ở chặt ra rồi để muối vô xào cho anh xăng rồi chắc nước nó bỏ rồi mới ướp đồ rồi vô mới nấu ăn rồi. Dạ. Hơi bớt tăng. Như làm một nước bỏ hay không Tư? Ừ. Con chặt thịt ra rồi đàng hoàng con để chảo con xào nóng thả nấm muối vô. Dạ. Trộn cho muối tan hết trơn rồi cái mình chắc ra rổ. Rửa sạch lại ướp lại. Ướp cà ri, củ hành, đậu phộng gì đó mình ướp vô, đường, bột ngọt gì đó ướp vô, nó xào ăn rồi. Cọp cũng vậy. Thịt cọp mà con khi không con xào vô này không biết mày để vô ra ngoài đất hết. Chặt miếng miếng mà chảo con bắt khử mỡ tỏi để vô phóng ra đất hết, lạch bạch phóng ra. Ý sao kỳ vậy? Hả? Sao ngộ hả? Ờ. Cọp vậy đó.
để vô chảo xào là nó nhảy ra trên nhảy lên. bốc văng ngoài đất rồi. Ngộ bởi mấy thằng không ăn thịt cọp nó dốc, người ta có biết thì có ăn thịt cọp không biết kỳ tại giờ ai không tin thì cứ về mặn cọp làm thử cái tin vậy. Ở đâu có cọp mặn cọp giấy nữa. Con cọp bây giờ nổi cái da nó không á, con lột mà con lấy cái da nó không nó bây giờ cũng mấy ngàn đô la. Nhưng mà nó bắt tôi ơi, trời. Thì vậy rồi con cọp vậy rồi mình rồi, phải đẩy nước đặc sản nó không còn bán cũng mấy chục ngàn đô nữa. Ông Tư như thịt nó mình xào đó mình phải đẩy nắp sẵn mình bỏ vô hả? Hả hiến không? Con đẩy nắp nó cũng nhảy lóc bóc trong nắp dung này, chừng nào nó nóng rồi con ấy gia vị vô nó mát. Rồi làm có cách nào làm cho nó không nhảy không ông Tư? Có cách nào đâu thì có cách đó thôi, mình làm đẩy nắp lại thôi, mấy nó nhảy ngoài đó. Nghĩa là mình không ăn cọc né được rồi. Không ăn cọc né được rồi. Đi nhúng nhúng gì mới dở đũa phóng ngoài của mình. Kỳ đó. Gấp đũa không. Cái có con gì nè, có cái là thịt con gì nè, mà đũa gì nè, mày gấp nó chạy đó. Chi? Mày cần hồi tôi nhớ, thịt con vật nó. Gấp nó chạy không cho mình gấp không Tư? Ừ, gấp nó bóng chỗ khác. Kỳ thật. Làm như đi cắt ra rồi nó còn sống vậy. Còn nó có một cái chất gì á chứ không phải là nó... Cái thịt con rái mà con không biết á thì con vô vương con ăn nó được. Nó tanh dữ lắm. Mình cũng bắt chảo cho nóng lên rồi để mỡ tỏi rồi vô tự xào gọi ra nước. Rồi mới bỏ nước đó mới để mỡ tỏi vô xào mới được. Con rái con nghĩ chắc thịt nhiều lắm Tư. Hả? Con rái con nghĩ chắc thịt nó nhiều lắm Tư. Cái da nó hồi đó một cái tấm da vậy con, cái da con rái mà con bán với mấy nhà biết xài đó cũng giờ cũng cả chục triệu. Trang. Dùng nước mới đẻ rồi lấy cái da nó con phơi cho thịt khô lót cho nó lên với nước ngầm á. Tới chết không có vụ không. Không có cò khè không có không. Chị bệnh được luôn Tư? Chị bệnh hết chứ. Bởi vì nó mới mắc. Cái da rái nó mật nó cái da. Còn cái thịt nó khi con mần khô cái là không có thịt nào ngon bằng nó. Nói nay đời này kia con rừng nó không có con nào ngon bằng rái. Con mần khô con nướng nó không phức. Nó ngọt. Mần khô đâu có hút gì tỏi, tiêu với xả. Với con nghe nói là cái miếng da trâu á ông Tư. Khi mà người ta phơi khô, người ta chỉ bệnh tà gì đó, nó có không Tư? Ờ, đồ bậy. Bạn nghĩ nó bậy. Tao có thằng chớm nó đưa dây sừng trâu cò cho tao rồi, nó đòi lại tao trả luôn. Đầu tiên nó đem nó cho mình, nó nói tử tế. Con trai gì con trai. Con để lắng không làm gì. Ít bữa có nó sai em giờ nó lại mượn. Phượng thì bệnh tao đưa luôn, vì vậy tới giờ tao không hỏi. Cái da trâu một số người ta nói là trị bệnh, còn một số người ở vùng cao, ở vùng ngoài con thấy họ không biết á, họ hung khối biết á. Mà để qua mấy tháng cái đầu họ đem ra họ mới nhúng nước, họ cạo sạch con thui nhúng nước xong rồi họ bắt rồi họ nấu ăn. Ừ, ở vùng ngoài trâu mà con không có da nó đâu ăn. Dạ. Nó nhúng nước nó cạo lông như heo mình nó sạch bóng ra đâu rồi nó nấu mềm lại cái nó nêm gia vị ăn da trâu gì mà nó khoái. Dạ đúng. Rồi rồi nó cứ ngắt sao ăn đâu cứ nấu lại mềm lại gì vậy. Miếng da trâu nó vô chừng 5 ly con nấu lên nó không phân mấy. Ồ nó nở ra hả? Nở chứ. Nhất là cái giòi giòi. Mày sắt cục vào ngón tay gì nè, con nấu ngày đêm cục đầu gối. Ngộ ha. Rồi đất bể ở trên. Cái đó gân không hả Dương Tư? Gân không à. Chàng. Ăn ảnh cũng như mình ăn khoai sụn vậy. Như củ sắn mà ấy già củ sắn lên dây ăn sột có mùi vị gì. Cái giòi voi. Hồi đó đau ban trái quá mấy ông già cái năm mà voi nú cấm chết Việt Minh đó. Ông cổ cũng gặp. Đi núi cũng gặp. Sau bữa nay ảnh đứng ở dưới
vách đá mà anh không nhúc nhích lỗ tai, bắn anh mổ trong mấy thúng về đầu ba không còn. Sao cái câu chuyện châu cò con nghe một số người cô bác người ta nói là không có không tư? Chứ không có. Cái chùa Phật lớn đó, dạ, cái chỗ mình xuống cáp treo đó, xuống cáp treo đi xuống là ngay chân chỗ đó là cái điểm đỉnh bốn, ông bốn thì cái bên đó điện ông bốn là chỗ do em nghe ông cách mạng mà voi bạch. Là sau này cái đặt điện ông voi luôn đó không được? Không phải, đó là ông bướm ông voi. Ông bướm ông voi này hai vị tướng của ông già Chi Nút lận. Rồi sau này bị quan đàn cụ mình đánh lên chiếm Nam Giang đó. Bắt mấy ông. Bắt về đây rồi mấy ông như Phật thầy mình nhận hai ông làm đệ tử luôn. Hai con gái hai ông tướng đó là bà công chúa Tóc Thơm với bà gì đó ở Gò Chát. Công chúa Tóc Thơm là ở Thâm Đưng. Mấy ông quan mình thấy đẹp quá chịu không nổi. Mình nói chung ra rằng đàn ông nào cũng dâm đó, chứ đừng nói quan nào. Với con ông vua, con ông quan nữa mà. Quá đẹp. Đẹp mà. Thời đó đẹp vậy chứ gặp thời này đẹp còn dữ hơn nữa. Thời này nó son phấn rồi chứ rồi người ta tự nhiên thôi mà. Rồi giờ son phấn dọn đẹp. Cái miếng da trâu lúc trước họ con thân thấy họ họ đem lên họ không khói đem nhau một cái họ dục một cái giống như cái khúc củi cứng còng luôn vậy. Người ta cạo lông rồi người ta mới phơi. Yeah. Phơi khô rồi lại rồi người ta mới ngâm nước con muốn ăn người ta trông khói là. Yeah. Làm nhiều giai đoạn rồi nó hầm cũng ngày đêm gì nó mới mềm con mới ăn được. Mà dân tộc Tày rồi này kia ở ngoài với người Dao người ta ăn nó nhiều. Nhưng mà quý đó người ta mới cho ăn chứ người bình thường nó không cho ăn. Thịt trâu xông khói cũng vậy, xông khói nó treo lá thuộc bài mình à. Lá trắc bá diệp á. Ủa sao lại kêu nó lá thuộc bài không tư? Thì hồi xưa mày biết đẻ bẻ cái lá nó để trong vở, tụi con không có học, tụi tao có trắc bá diệp. Rồi lần tôi có để nè. Ờ. Chi vậy không tư? Để thuộc bài. Để thuộc bài. Thì kêu lá thuộc bài. Lá thuộc bài. Rồi có thuộc không thôi? À, học không giỏi thuộc cô giáo Quýnh Trần ha. Dùng lì học. Tại để vậy chứ. Để trong sách mỏng với nó thơm. À mục đích là cho thơm thôi. Với cái con gì mà để cúng cắn cho biết lội nữa. Chuồn chuồn. Cắn rụng mà khóc thấy bà đó. Lỡ đúng bây giờ cũng biết lội đâu à. Lội đó. Dòng nhát buông ra chìm tới đất mới lội được rồi. Nhớ hồi xưa muốn thập lội dễ lắm, tụ lại đứng nói này kia mày đẩy nó xuống sông cái đụng lụm bụng lát luôn quảng hồn bơi vô bờ luôn. cho uống dài ngụm nước gì hả leo lên không tư vậy đó nó chới giới nó biết lội luôn. Tao thập lội cái này cũng vậy, đứng nói vậy bà sông nước chảy đã nó chơi đẩy nó cái đụng rồi lội vô bờ. Nhưng mà mình phải biết lội giỏi, mình canh họ cho kỹ ngay cái xô thì họ chìm luôn à. Ừ, mùa nước đổ này xô nó chết luôn, chìm mất. Tao hồi đó cái thằng em kế ông nó, tao thứ tư nó thứ năm cũng chết nước. Ngủ nhà đó nước linh binh rồi nó té xuống sông, xúc nhau lặn đón nó bơi ngang như cá, chụp không kịp nữa. Nước cạn là mùa khô rồi, cạn rồi. Mà đón trên 3-4 người, dưới 3-4 người nó lặn ngang, không biết nó lặn ngang mà chụp không kịp, nó chạy như cá. Rồi đạp đồng lên cái kỳ đó không biết ai lên. Đạp đồng bà mối đó, bà thương nó quá, bà bắt. Đột người sáng buổi sau tao đào banh mã luôn. Chương tao lấy lên tao dục, tao đập gãy khúc, gãy đẩn. Vì bà ở trước bà hái bông súng, cũng ngay chỗ bà chết đó. Ngoài đồng bà hai ông chúng rồi trật giò sao giói hái sao cắm đầu chúng bông chúng quấn bà chết luôn đem cho ngay đó bà phá vậy. Tao nghe nó bà già tao coi tướng coi ra gì nó bà bắt nhỏ là bắt
tụ nữa, tao lấy 3-4 chiếc lũ bếp tụi đóng rồi tao đào xương lên tụi đập tan bành hả, cho đầu xương chói tụi đập bành hết nhát luôn mày, mất tiêu luôn hả? Ừ, cái bà nhát dữ lắm, bị bà chết nước chết quang á, quá linh. Rồi cái ông kia là em của ông Tư không? Em ruột, em thứ năm, tao thứ tư, nó thứ năm. Vậy là em ông Tư rồi đó, chưa có vợ luôn? Chưa, chết còn trẻ mà còn nít, mới 7-8 tuổi, 10 tuổi vậy. Chết 10-11 tuổi. Vậy là hồi đó, ủa ông Tư rồi đó cũng còn nhỏ, sao ông Tư hung dữ vậy ta? Con lỡ con nói có vậy mọi người thông cảm. Em ông Tư khí dụ người kia 11 tuổi thì ông Tư có 12 tuổi thôi, sao cứ đào mồ ghê với ông Tư. Giận bị nói bắt em mình hả? Dạ. Cụ nữa lại đào banh mộ. Mà đó đâu có hòm dưới gì. Mã đất không á ông Tư? Mã đất không. Dạ. Lấy len tôi xeo, xeo lên cho đầu tôi đập bể mấy miệng luôn. Thôi. Chứ giận quá, giận hết nhát luôn. Mà ngộ mày, năm trước năm sau trời đánh cái mã bả nhiều pháo binh nổ, trời đánh ngay tân mã luôn. Ban đêm tụi tao đi chơi mười mấy thằng đi Tết nè, ban đêm đi chơi Tết mà đó đi chơi ở chuồng quần sò lõn nhiều chứ ít có quần áo lắm. Nhát lửa dưới nó phừng lên cái trái xanh lè đi ngang nó tụi tao té xuống sông, phóng sông, sông nước cạn sạc hơn nửa dế mình nè. Phóng lộ qua bờ kia. Bà Linh gì Linh thì bà, ghê thì ừ, chắc quang. Năm sau trời đánh tiêu toàn luôn, hết nhát luôn. Cái đó kể như là ra cho bụi luôn hả ông Tư? Ừ. Ông giận tao đào, nói bà giật em tao đào. Xách lem đào chuột rồi tao đào lên, tao đập cho đầu cho tay chân tôi thập gãy khúc rồi thật. Tôi dứt xương vô mé kinh bỏ luôn. Rồi cái người em của ông Tư mất cái chỗ đó là mấy ngày mới tìm thấy ông Tư? Đâu có tìm thấy liền. À. Vớt lát rồi nó lấy bị đón đông lắm, cả chục người mà nước cái hơn nửa dế mình hả? Dạ. Rồi cái kinh này bề ngang có mấy thước ở nhỏ rồi căng hàng ngang gì nè, chợ nó lặn nó ngang có hơi mát rồi không được. Tại cái số đó chết luôn. Ủa sao biết lội mà lại cái kinh thấp nhưng mà lại chết? Lội rất giỏi. Dạ. Tại nói bả giật anh cho mà giật em thôi nè, dòng chuột nào chuột nó lên tới đào cho đầu cho mẹ gì tay chân tôi muốn đứt khúc đứt đận hết giặt luôn, phải giặt chết nhỏ rồi, chết nhỏ rồi. Bà lo giờ đồng. Em cũng tư chết á. Bà đạp đồng lên bà nó bà giặt nhỏ bà đem theo không. Mà thời xưa con nghe ông bà hay có nói là những chỗ nào chết nước đó, bà hay thế mạng giống kiểu đó đó ông Tư. Mà có hay không thì con không biết, nhưng mà con nghe ông bà biết. Nói vậy. Ví dụ cái chỗ đó chết nước là vài năm sau, năm ba năm hoặc một năm sau chỗ đó vẫn có người chết nước chỗ đó nữa, giống như là thế mạng có nhau vậy. Dạ. Thế mạng hoài vậy. À. Mà không biết thế có không thì Ấn Độ này nào cũng bự, tao kêu tới bằng chú nè. Không đi ra ruộng có cái sân lúa ngoài giữa đồng. Đi cái vỗ rồi giấu bò đâu lớn. Dạ. Đi lúng đất nước úp lỗ mũi xuống đó chứ từ. Cái nghiệp chết nước. Ờ. Nó lớn nhất. Ngồi trưa ma dữ lắm. Dạ. Thì hồi trước âm thạnh dương si. Rồi giờ dương thạnh âm si là. Hồi đó ma nuốt. Đương trời nắng gì đó mà mưa đổ mưa xuống con dòng mà đồng. Sáng đồng hết đó. Đi hàng cũng như mình rời rút mình đi. Yeah. Mấy ông già nó ma ranh đi bắt nhái nè ăn. Mà bên này bờ bên kia bờ rồi đổ bề ngang chừng 5-3 công. Con nghe nói chuyện rùm mà giờ không thấy người. Mấy ông già biểu nằm sát xuống mới thấy nó. Ê sao ngộ rồi ông Tư? Ừ dòm sát đất mình nằm mình úp sát đất mình nhìn mới thấy. Nít không à, mấy ông ma ranh nít rồi.
nói chuyện leo éo leo nữa. Bởi vì bây giờ hồi đó nghe bà hai chữ dụng thứ ranh con. Ừ, ranh con mà ranh đó, mà đi theo ranh rồi bị ruộng lúa mình chạ nó đâu vô ruộng lúa đi theo ranh mất nhá. Cái tiếng nói của họ là nói tiếng Việt mình hay là tiếng sao? Có biết vậy rồi mình nghe chủ trì chị cũng như năm nó đi chung với mấy hàng cô nó nghe tiếng người đó, nghe tiếng người đâu có thấy, nghe tiếng người mà trai gái nít cũng có nói chuyện cừ sùm chứ mình không thấy, giống như mấy đứa nít đang giỡn mãi vậy đó, nói chuyện gì đó mà không thấy người. Tiếng đó nhiều khi tiếng của người vàng á, người vàng không có vàng nhưng mà Phật nói sao mà có cũng... người ta kêu là người ven, có người kêu người vàng ở vùng ngoài kêu là vàng. Người vàng là hồi đó núi cấm chiều mấy anh kêu heo rền núi luôn. Mấy người Khmer nó kêu người quen quen. Người ma, người phước mặt. Nói chuyện cừ giỡn sụm chứ. Cô Tô mình linh lắm. Mà đứng con đứng kế bên vậy đó mà không thấy người. Bị mắt mình đâu thấy được. Yeah. Mà được có nhãn quan mắt thần mới thấy. Qua ngày mấy ngày sau con lên nghe sắp chén dĩa dưới cái hàm chén ngày xưa á. Mà ông chú Hai là lâu lắm mà đâu có cho mượn, sao bữa đó con nghe nó sắp chén diễn dưới chén dĩa. Rồi qua ngày sau nữa con lên nữa nghe lùa dịch. Nghe lùa bày dịch nó kêu răng hết trơn khu rừng. Con nói ở trên này ai đâu nuôi dịch, đâu có nhà cửa đâu mà nuôi dịch. Tới chừng con xuống tới chỗ lùa dịch á, kế bên rồi con nghe còn có con một. Con còn nó kêu bên loại hãng mà dây leo nó bò bít hết trơn à. Thấy con dịch không? Không. Nghe tiếng không à. Cô Tô còn nhiều bí ẩn. Cô Tô cái đó còn con có nghe ngày xưa có một số cụ nói á, là khi mình muốn gặp họ mình quay mình cúi cái đầu mình dòm ngược lại hay sao tôi dòm ngang cái háng mình không tôi được gặp. Cái đó nhìn ma hay gì? Bà à? Nói vậy sao? Cái hồi đó tao với ông cụ đi đập việc trên bưng tiền mình à. Yeah. Ở bưng tiền mình dòm ngược ra về hồ đá nó có cây da bự dữ lắm. Giờ cây da đó nhà nước làm như phá hay là trời đánh chết gì đó. Chỗ đó mồ mả người dân tộc không chôn. Anh chôn là lá thốt lốt anh làm như lá lợp nhà mình anh hai tấm anh úp xuống đó. Che lại không? Như cà rèm vậy đó. Ừ. Yeah. Chôn mã đất đâu có hộp. Người dân tộc chôn lắm vậy. Bà nội tao với anh hai mình ở đây trời đánh đêm đó tao lấy độ chắc mấy trăm cái ình đánh mà mình nằm trong chuồng cung đinh đó mà tính đánh cái ình cái dòm ngay trăng chỗ dùng đánh ở trên có một cục đỏ lòm mình cùng tay mình chừng độ 5 phút mới tan. Yeah. Đánh là tao ngủ không được đêm đó tao bắt đựng con trăng 2 mấy ký. Nhà ngủ không được bắt đựng trăng. Mưa cũng như nước đổ vậy con. Sao mà gan vậy ông Tư? Ừ? Đánh nhiều người ta phải bơi xuồng về chứ, ở đó nguy hiểm ông Tư. Bơi đâu giờ, con mưa vậy con chịu được mưa chứ đi bơi đâu. Mưa mẹ không thấy đường mà mưa giông. Thì đánh ầm đánh con Iran như pháo binh nổ rồi. Ngang cái ầm lửa nó túa lên đỏ lòm ở trên rồi. Tan mà có một cục ngay trên chỗ dùng đánh đó. Một cục bằng bắt tay mình đỏ lòm chừng 5-3 phút mới tan mất cục đó. Hồi đó ngu mày ơi không biết. Phải biết lên nó mò lưỡi cầm xét rồi. Mà dùng đó chắc nhiều lắm. Đánh quá đánh cụ. Chỗ đó theo như con có coi trong mấy cái bên một khoa học người ta nói là chỗ đó một là vàng ở nó nhiều, hai là do kim loại nhiều cho nên đánh nhiều rồi. Thì nó nói vậy chứ còn vàng thì không có đánh. Kim loại á, kim loại. Còn đi chỗ nào mỏi vàng người ta đi qua Vĩnh Hưng bên choi ban đêm. Bề ngang bằng chiếc đệm mình lửa. Nguyên một về bay có tua có tòng rớt. Cái đó phải bà đi. Thì ta mỗi lần mình nói bà đi nhưng cái này vàng đi. Tao tính qua chỗ đó là có một cái cây bọng chừng 20 đứa mình chung vô cái cây bọng hết nửa cây rồi nó đốt miên đốt ngã còn nửa cây gò cát không tao lên nó bà nội
mày đứng vậy thôi, mày ngồi xuống là nhái nó đái ướt đầu mày như tắm. Có đông gì hả ông Tư? À nội ơi, nhái lên nó hốt không, không biết đâu miền dưới đem ghe mấy trăm vạ lên bao lưới mày. Nó bắt đầy ghe luôn á. Bằng đêm lửa nhỏ, lửa bự gì, tao đi câu ếch. Còn ếch mày giật con nào, nếu có con giật không muốn lên nổi, nó bự. Hơn nửa ký, ếch nửa ký nó giật bằng cá nó lô 1 ký. Bị lửa cần câu đấu dài mà 2-3 thước nè. Dục ở xa kéo kéo giật. Còn ếch con nào lấy bà nổi. Nắm không muốn giáp. Ếch chắc ếch đen không được. Ếch chanh. Ếch xanh đúng không? Ếch xanh. Ừ, nó màu xanh xanh. Ừ. Kiểu nhái xanh đó. Không, ếch. Ếch xanh to, ếch trắng. Nó bự lắm. Giống nó vậy. Vậy ăn được không Tư? Sao không, ngon thấy mà. Tao nướng con ếch nửa ký rồi mày ăn 1 ký bún rồi mày bình bụng. Có lột da không Tư? Lột. Lột da con mới bầm tiêu tỏi rồi kia gia vị núm mèo rồi kia vô bầm vô trộn bún tàu rồi trộn vô đậu phộng củ hành dồn vô bụng ảnh nó cặp gấp lại lấy dây chì lẹo con mỏ ảnh nè kính lại nướng lấy ra. Da về làm trống đóng quánh bữa hai bữa bể đầu mỗi lần ưa lấy da ếch cái để vô bịch lại cái lon sữa bò đó ông Tư. Ừ. Làm cái trống đánh bon 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 chứ đồng bằng ống tre con đánh nó đã. Nó thông hơn ông Tư, thông mà nó kêu xanh hơn xa hơn. Bị da ếch nó có độ nó khô quá cái con vỗ tét luôn. Giòn nó không có độ dai. Trò chơi của ngày xưa chứ giờ tôi trẻ tôi nít giờ nó có chơi với cái đó không Tư? Không có, con lấy cái da ếch con bịch lon sữa bò vậy nè. Yeah. Rồi đằng này con khoét lỗ con tay cái vậy đó mày lấy nhờ dây chỉ mày chuyện trọng như đứng đây ngoài đường ngoài nó nói nhỏ gì mày nghe ta như điện thoại. Đằng này mình cũng có cái lon bịch da ếch vậy nghe ở ngoài nó nói gì mày nghe lọc lọc đi theo nhựa dây đi theo nhựa dây tiếng nói.